Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi sách bài tập ngữ văn 6 trang 31, 30, 31, sách Chân Trời Sáng Tạo, hai La Mã phần tiếng Việt. Một nhỏ từ mượn là gì? Thì từ mượn là những từ mà tiếng Việt mượn từ ngôn ngữ nước ngoài để làm phong phú thêm cho vốn từ tiếng Việt. Hai, khi sử dụng từ mượn trong giao tiếp hàng ngày chúng ta cần lưu ý điều gì? Khi sử dụng từ mượn cần tránh lạm dụng, chỉ nên dùng từ mượn trong trường hợp tiếng Việt không có từ tương đương để biểu đạt. Tiếp theo câu 3. Em hãy chỉ ra từ mượn gốc Hán và từ mượn gốc ngôn ngữ phương Tây trong đoạn trích sau. Chiếc smartphone đã trở thành một ô cửa nhỏ dẫn người ta thoát khỏi sự buồn chán của bản thân. Nhưng càng kết nối càng online thì cái đám đông rộn ràng kia lại càng làm chúng ta cô đơn hơn. Chỗ này một cái like, chỗ kia một cái mặt cười, khắp nơi là những câu nói cuộc luẩn. Phần lớn các tương tác trên mạng hời hợt và vội vã. Đặng Hoàng Sang bức xúc không làm ta vô can. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2015. Như vậy các em sẽ chỉ ra từ mượn gốc Hán và từ mượn gốc ngôn ngữ phương Tây trong đoạn trích trên đây. Như vậy các từ mượn trong ngữ liệu đó là từ mượn gốc Hán, đó là bản thân, cô đơn, tương tác. Rồi từ mượn gốc ngôn ngữ phương Tây, đó là smartphone, online, live. Tiếp theo câu 4. Giải thích nghĩa của các từ Hán Việt được in đậm trong các câu sau. A. Thuở nhỏ thầy mình tự tuy thông minh tư chất hơn người nhưng lại ham chơi. Một lần do ham chơi mà thầy trốn học. B. Người quân tử học để thành danh, thỉnh giáo người khác để làm tăng thêm tư thức. C. Thứ nhất, dù trẻ em còn non nớt thì mỗi đứa trẻ đều có cái quan điểm riêng về thế giới, đều có những cái ý kiến riêng đáng được tôn trọng. D. Tiếng nói của Malala đã tạo ra nhiều thay đổi tích cực tại quê hương cô. Như vậy các em sẽ giải thích nghĩa của các từ Hán Việt được in đậm trong các câu. Thì ở đây, từ in đậm thứ nhất đó là thông minh, tức là có năng lực trí tuệ tốt, hiểu nhanh, tiếp thu nhanh. Tư chất là tính chất vốn có của một người. Thành danh là dựng nên tên tuổi. Thỉnh giáo là xin người ta dạy bảo. Tri thức là những điều mà người ta vì kinh nghiệm và học tập mà biết, hay vì lý trí và cảm xúc mà biết. Quan điểm là điểm xuất phát, quy định hướng suy nghĩ, cách xem xét, đánh giá về một sự vật, sự việc nào đó. Thế giới là trái đất, bề mặt là nơi an toàn. Để mà là nơi toàn thể loài người đang sinh sống. Tôn trọng tức là tỏ thái độ, đánh giá cao và cho là không được vi phạm hoặc xúc phạm đến. Tích cực là tỏ ra chủ động, có những cái hoạt động tạo ra sự biến động theo hướng phát triển. Tiếp theo câu 5. Tìm các từ ghép có các yếu tố gốc Hán trong bản sao và giải thích nghĩa của các từ đó. Số thứ tự, yếu tố từ ghép gốc Hán. Ví dụ, một, thủy là nước. Từ ghép gốc Hán thủy triều. Hai, vô không. Từ ghép gốc Hán vô biên. Ba, đồng là cùng. Từ ghép gốc Hán là đồng niên. Bốn, gia thêm vào. Từ ghép gốc Hán gia vị. Năm, giáo dạy bảo. Từ ghép gốc Hán giáo dục. Như vậy ở đây, thủy triều tức là hiện tượng nước biển dâng lên trút xuống một hai lần trong ngày, chủ yếu do sức hút của mặt trăng và mặt trời. Vô biên là rộng lớn đến mức như không có giới hạn.
Đồng niên là cùng tuổi, gia vị là thứ cho thêm vào món ăn để tăng mùi vị. Giáo dục là hoạt động nhằm tác động một cách có hệ thống đến sự phát triển tinh thần, thể chất của một đối tượng nào đó, làm cho đối tượng ấy dần có được những cái phẩm chất và năng lực như yêu cầu đề ra. Tiếp theo câu 6, đặt câu với hai từ Hán Việt tìm được ở bài tập trên. Ví dụ, đối với ẩm thực của Việt Nam hay ẩm thực thế giới, mọi món ăn không thể thiếu gia vị. Nước bắt đầu rút báo hiệu cho thủy triều sắp xảy ra. Từ Hán Việt ở đây đó là từ gia vị và từ thủy triều. Rồi tiếp theo số ba la mã viết ngắn. Giả sử một người bạn của em đang có bất đồng ý kiến với cha mẹ, em hãy viết cho bạn một tin nhắn dưới hình thức một đoạn văn để gợi ý cách giúp bạn và cha mẹ hiểu nhau hơn. Trong đoạn văn có sử dụng hai từ Hán Việt. Thì ở đây cô ví dụ: chào Hương, mình đã học được tâm sự của bạn gửi cho mình về việc bạn và cha mẹ bất đồng quan điểm. Mình viết tin nhắn này để giúp bạn tìm ra cách giải quyết vấn đề này nhé. Trước đây, mình cũng đã từng có bất đồng quan điểm với cha mẹ của mình, thậm chí còn gay gắt. Sau đó mình đã suy nghĩ lại những gì mình nói vào quan điểm của cha mẹ mình, thì mình thấy mình và cha mẹ mình chỉ đang bảo vệ ý kiến cá nhân mà không đặt vào cái vị trí đối phương. Mình đã thử đặt mình vào suy nghĩ của cha mẹ, mình thấy cha mẹ mình chỉ muốn tốt cho mình, còn mình thì đang bảo thủ với ý kiến cá nhân. Mình đã ngồi xuống và nói chuyện tâm sự với cha mẹ mình, mình bày tỏ những cái mong muốn suy nghĩ của mình, còn cha mẹ mình thì bày tỏ cái quan tâm của họ dành cho mình. Nhà mình đã tìm lại được tiếng nói chung, mọi người đều nhìn nhận từ nhiều phía và đưa ra cái quan điểm phù hợp với tất cả. Mình hy vọng cậu cũng ngồi lại và tâm sự với cha mẹ để gia đình cùng hiểu nhau hơn. Hãy cho mình biết kết quả nhé. Như vậy thì ở trong cái đoạn văn này có các từ sử dụng hai từ Hán Việt, đó là từ bất đồng quan điểm. Tiếp theo bốn la mã phần viết. Một nhỏ, hãy chỉ ra những yêu cầu đối với bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống. Thì những cái yêu cầu đối với bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống đó là trình bày rõ ràng ý kiến về một hiện tượng cần bàn luận, nêu lý lẽ bằng chứng để làm sáng tỏ cho ý kiến, đảm bảo bố cục ba phần của bài viết. Mở bài, giới thiệu được hiện tượng người viết quan tâm và thể hiện rõ ràng ý kiến của người viết về hiện tượng ấy. Thân bài, đưa ra được ít nhất hai lý lẽ cụ thể để lý giải cho cái ý kiến của người viết. Các ý kiến được sắp xếp theo trình tự hợp lý. Người viết có thể sử dụng các từ ngữ để giúp cho người đọc nhận ra mạch lập luận. Người viết cần đưa ra được các bằng chứng thuyết phục để làm sáng tỏ lý lẽ. Kết bài sẽ khẳng định lại vấn đề và đưa ra những cái đề xuất. Tiếp theo hai nhỏ, trong bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống, những cái từ ngữ như bên cạnh đó, mặt khác, thứ nhất, thứ hai, thứ ba có tác dụng gì? Thì các từ ngữ như bên cạnh đó, mặt khác, thứ nhất, thứ hai, thứ ba có tác dụng chuyển ý, giúp người đọc dễ dàng nhận ra cái mạch lập luận của bài viết. Tiếp theo số bài nhỏ, viết bài văn theo đề bài sau. Việc hình thành thói quen tốt là rất cần thiết đối với học sinh. Hãy viết một bài văn trình bày cái suy nghĩ về việc hình thành một thói quen tốt mà em cho là quan trọng đối với bản thân. Thì ở đây cô chỉ gợi ý là chúng ta bước đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị bài viết. Thì các em sẽ xác định cái đề tài
Thì đề tài ở đây đó là cái việc hình thành cái thói quen tốt đối với học sinh. Trong cuộc sống thì có rất là nhiều thói quen tốt mà học sinh cần hình thành, như là thói quen đọc sách, thói quen đúng giờ, thói quen tự học, thói quen tập thể dục. Rồi sau đó các em sẽ thu thập dữ liệu. Sau khi mà xác định được cái thói quen mình muốn viết thì các em hãy tiến hành thu thập tư liệu về cái thói quen ấy. Bước 2 là các em sẽ tìm ý và lập dàn ý. Tìm ý thì các em có thể nêu ra nhiều cái ý kiến về cái thói quen đó và đưa ra và chọn ra một cái ý kiến mình tâm đắc nhất để mà lập dàn ý. Thì lập dàn ý, mở bài, các em sẽ nêu cái thói quen cần bàn luận, ý kiến của em về cái thói quen đó. Thân bài, các em sẽ nêu cái lý lẽ 1 và đưa ra cái bằng chứng 1, lý lẽ 2, bằng chứng 2, rồi trao đổi ý kiến trái chiều nếu có. Kết bài thì các em sẽ khẳng định lại vấn đề, giải pháp của em là gì. Bước 3 là các em sẽ viết bài, bước 4 là các em sẽ chỉnh sửa và rút kinh nghiệm. Thì ở câu số 1 này, cô xin lỗi, câu số 3 này các em sẽ tự hoàn thành dựa vào những cái ý kiến cô vừa đưa ra ở đây, những cái gợi ý ở đây. Thì chúng ta sẽ viết một bài văn theo cái đề bài nêu ở trong câu số 3 này. Rồi tiếp theo là phần 5 la mã nói và nghe. 1. Khi trình bày ý kiến về một hiện tượng vấn đề trong đời sống, việc tóm tắt các ý kiến dưới dạng dạng ý hoặc sơ đồ có tác dụng gì? Thì khi mà chúng ta trình bày cái ý kiến về một hiện tượng vấn đề trong đời sống, việc tóm tắt các ý kiến dưới dạng dạng ý hoặc sơ đồ có tác dụng đó là giúp cho người nói chủ động nắm vững các nội dung trình bày, giúp cho người nghe dễ dàng theo dõi mạch lập luận của bài nói. Tiếp theo số 2 nhỏ, trong khi trình bày ý kiến trước tập thể em cần chú ý điều gì? Thì trong khi mà chúng ta trình bày ý kiến trước tập thể, chúng ta cần lưu ý đó là dựa vào cái tóm tắt ý đã chuẩn bị từ trước. Trình bày từ khái quát đến cụ thể là tóm tắt cái hệ thống ý của bài nói trước, rồi sau đó sẽ đi vào cụ thể từng phần. Kết nối các tư liệu trực quan, ví dụ như có hình ảnh, đoạn phim, sơ đồ, bản biểu với bài nói. Chú ý là tương tác với khán giả là bằng cách đến gần khán giả giao tiếp bằng mắt. Rồi tiếp theo số 3 nhỏ, khi trao đổi với phản hồi của người nghe về bài nói của mình, các em cần chú ý điều gì? Thì khi trao đổi với phản hồi của người nghe về bài nói của mình, các em cần chú ý có thái độ cầu thị, nghiêm túc lắng nghe và ghi chép ý kiến của khán giả. Lựa chọn một số câu hỏi ý kiến phản biện mà em cho là quan trọng để mà phản hồi trong khuôn khổ thời gian cho phép. Sau buổi trình bày có thể là tiếp tục trao đổi với khán giả những cái ý kiến chưa được làm rõ, có thể thông qua một số phương tiện như điện tử, tin nhắn, mạng xã hội, v.v. Tiếp theo số 4 nhỏ, chuẩn bị bài nói theo đề bài sao. Trong tiết sinh hoạt đầu tuần, lớp em có tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề có nên chơi game online hay không? Em hãy chuẩn bị bài nói để trình bày ý kiến của mình trước lớp. Thì để hoàn thiện bài nói này, các em cần thực hiện 4 bước. Bước 1, xác định đề tài, thời gian và không gian nói. Đề tài ở đây là game online, thời gian nói là trong tiết sinh hoạt đầu tuần, không gian nói là trong lớp học. Bài nói sẽ được trình bày trước giáo viên và các bạn cùng lớp. Bước 2 là tìm ý và lập dàn ý. Tìm ý sẽ viết qua câu trả lời cho câu hỏi có nên chơi game online hay không. Viết ra những cái lý lẽ bằng chứng củng cố cho ý kiến của em. Em có thể tìm hiểu các thông tin về game online thông qua sách vở, các trang web uy tín. Rồi tiếp theo thì các em sẽ lập dàn ý. Chúng ta sẽ sắp xếp các ý, lý lẽ, bằng chứng theo cái trình tự hợp lý. Tìm hình ảnh, đoạn phim, sơ đồ, bản biểu để tăng tính sinh động cho phần trình bày. Dự kiến những cái câu hỏi, ý kiến phản biện của em, của người nghe có và có cái phương án trả lời. Em có thể dựa vào những cái tư liệu mình tìm được về game online để chuẩn bị câu trả lời.
Bước 3 là luyện tập và trình bày. Luyện tập thì các em có thể luyện nói trước gương hoặc là luyện nói với các bạn trong nhóm. Khi luyện tập thì các em cần chú ý lựa chọn từ ngữ cho phù hợp với văn nói, dự kiến phần mở đầu và kết thúc hấp dẫn. Trình bày thì bài nói sẽ được trình bày theo vào cái tiết sinh hoạt đầu tuần trong không gian lớp học với đối tượng người nghe là thầy cô các bạn cùng lớp, nên em có thể chọn cách trình bày gần gũi tự nhiên. Khi trình bày em nên chú ý đến việc tương tác với người nghe. Bước 4 là trao đổi và đánh giá. Thì các em sẽ trao đổi với các ý kiến của các bạn về bài nói của mình. Khi trao đổi cần có thái độ cầu thị và lắng nghe. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi sách bài tập ngữ văn 6 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.